Một cái cỗ máy của Trung Quốc thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có bóp vào, đấm và chạy lên chạy xuống hết, không còn cái gì khác. Còn của Nhật thì sao? Người nhìn này, nó có 1, 2, 3, 4, nó có 4 con, 4 con. Đây này, cái này, cái chạy ra vào này này mới là cái đáng tiền này. Đấy, mới là cái gọi là khó này. Thường thường người Trung Quốc ấy, họ có thể sao chép được mọi thứ, nhưng mà riêng cái lập trình để nó hoạt động chạy ra chạy vào này, bấm rồi dò tìm cơ thể, rồi xác định các điểm huyệt, rồi xác định cái thể trạng của từng người ấy, thì cái lập trình đấy thì thằng Trung Quốc nó không sao chép được. Bởi vì là những cái lập trình này của người Nhật thì người ta mã hóa hết rồi, người Trung Quốc sẽ không thể nào sao chép được. Họ chỉ có thể sao chép bằng cách là về các cái động cơ này thôi. Chào mừng tất cả các bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Hôm nay em Sơn tiếp tục quay so sánh với các bác anh chị em sự khác nhau về động cơ máy giữa hai con, một con là của Trung Quốc bên trái này, con đỏ, và một con của Nhật Bản sản xuất. Đấy, cho mọi người so sánh xem cái sự khác biệt nó như thế nào nhá. Đấy, bây giờ em sẽ bỏ kỹ thuật sẽ tháo tung con ghế này ra cho mọi người xem. Đây, bây giờ sẽ tháo con của Trung Quốc này trước. Con Trung Quốc này là của khách mọi người nhé, họ dùng được chưa được một năm đấy, thì họ bỏ. Con này nó đang bị hỏng bị lỗi, nói chung là dùng chưa được một năm là đã bỏ rồi này, rất là phí. Con này là tình trạng là bây giờ nó đang bị hỏng main với cả động cơ. Đây là động cơ của nó nhá. Đấy, lát nữa thì mình sẽ nói cho mọi người biết là sự khác nhau về động cơ giữa cái con ghế của Trung Quốc này và cái con của Nhật. Con của Nhật thì vẫn chạy vô tư nhá, còn con này thì nó đã hỏng rồi. Con này hãng nó là gì? Đây cho mọi người xem. Đây. Đây, con này là nó của tai rút su đây mọi người nhá. Đấy, của Trung Quốc này. Nhìn thấy đây, điều khiển này thì nó rất là dại. Hoàn toàn bằng tiếng Anh này. Đấy, con này là tai rút su của Trung Quốc này. Đấy, màn hình rất là dài. Phím bấm rất là nặng. Phím bấm nặng lắm mọi người. Đấy, thứ nhất là phím bấm nặng, thứ hai màn hình dài, thứ ba là cái da này thì nói chung là nó da này nó chưa bị nổ, nó chưa được năm nên chưa nổ, nhưng mà nó bị chóc, bị rách. Cái này không biết kêu vào đâu. Còn đây là động cơ này. Động cơ thì nhìn chung thì nó vẫn mới nhưng mà nó đã hỏng rồi. Đấy. Đây, tháo hết cả đằng sau ra. Đây cho mọi người xem này. Cái da lưng của nó này. Đây là cái chân này, con lan chân của nó đây. Cái túi khí này nó bằng vải chứ trắng cao su chứ không phải là bằng silicone. Còn túi khí của Nhật là bằng silicone cơ, nó dày nguyên khối. Đây là động cơ của nó nhé. Đây, con này là tai rút su này. Đấy, điện 220, công suất 150W này, phải tầm 15 phút này. Product developed by Taijutsu Japan. Đấy,
cái này nó nói ý nó phát triển bởi công nghệ của Nhật, Taijitsu, ý nó là công nghệ của Nhật, nhưng mà thực tế ra thì nó cái này nó của Trung Quốc mọi người nhé. Đây là đằng sau máy này, máy thì còn rất là mới, máy này còn khá là mới bởi vì là gần đây. Còn phần mên này, mên cái tí cái tẹo luôn, mên rất là đơn giản, cái tí này. Cái chip của nó cũng bé tẹo luôn, chip này của Trung Quốc. Con này nó đang chết rồi, con này khách nó bỏ luôn, bác vào lấy là cho luôn. Cái này là biến áp, cái này bơm khí này, bơm khí nhá. Đây là động cơ của Trung Quốc này, còn bên đây là động cơ của Nhật. Mọi người nhìn này, động cơ của Nhật. Động cơ của Nhật thì con này nó sản xuất là đây, 28 tháng 6 năm 2016 nhé, 2016 vẫn mới tinh. Con của cái động cơ của Fuji này thì nó nhỏ nhỏ, nó giống cái kiểu của Trung Quốc hơn. Còn cái của Panasonic thì động cơ nó to, thì cái kiểu thiết kế nó không giống. Đấy, bây giờ bắt đầu đã lộ ra hai cái động cơ rồi nhá. Mọi người nhìn này, động cơ của cái Trung Quốc này thì mọi người thấy là cái tay đòn này nó khá là dài, nó dài. Còn của Nhật này thì cái tay này nó ngắn, nó bằng cái thép này khá là sáng, không có gì. Động cơ này nó rất là chắc chắn. Đây, bây giờ nói về sự khác nhau thì tôi sẽ phân tích cho mọi người xem nhé. Thằng Fuji này thì sử dụng hai con lăn, thằng của Trung Quốc này thì nó sử dụng bốn con lăn. Cái con lăn này của Trung Quốc thì nó cũng bằng silicon, nhưng mà silicon này nhìn nó không được xịn lắm. Silicon này nhìn nó cái nhựa nó cứ bạc bạc kiểu gì ấy, nó không được xịn. Cái thứ hai là mọi người thấy này, khi mà mình nằm mình tì lên ấy thì cái này nó ép vào cơ thể bằng cái lò xo đây, mọi người thấy này. Đấy, có nghĩa là nó không có cái chức năng bấm vào cơ thể. Còn của thằng Nhật thì sao? Đây, chắc lịch. Đấy, chắc lịch nhá, không ấn được. Đấy, mà nó phải chạy ra chạy vào bằng cái hệ bánh răng này. Đấy, chạy ra chạy vào như thế này. Thì tại sao mà khi mọi người mua thì shop hay khuyên là mọi người hãy để ý xem cái động cơ. Ví dụ cái động cơ của Trung Quốc đây, nó chỉ có ba cái motor thôi. Đây này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, nó chỉ có đúng 3 cái motor là nó hết rồi. Đấy. Chứ đây, ví dụ nói cho mọi người xem cái motor này nó là chức năng gì. Đây nhá, đây quay cái dây cột loa này mọi người sẽ nhìn rõ hơn. Đây. Đây, cái dây này nó là cái chức năng bóp nhá. Mọi người thấy chưa? Đấy, quay này. Đấy, thì nó hoạt động chức năng bóp này. Đấy, nó đang bóp vào này. Đấy. Còn cái motor thứ hai. Đây, motor này hoạt động chức năng bóp này. Cái motor thứ hai đây. Là cái motor này nó hoạt động chức năng đấm. Đấy. Đấm nhá. Và cái motor thứ ba này ấy, nó hoạt động cái chức năng là di chuyển. Di chuyển chạy lên chạy xuống. Như vậy là một cái cỗ máy của Trung Quốc thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ có bóp vào, đấm và chạy lên chạy xuống hết. Không còn cái gì khác. Còn của Nhật thì sao? Người như này. Nó có 1 2 3 4. Nó có 4 con. 4 con. Đây này. Cái này, cái chạy ra vào này này mới là cái đáng tiền này. Mới là cái gọi là khó này. Thường thường
người Trung Quốc ấy họ có thể sao chép được mọi thứ, nhưng mà riêng cái lập trình để nó hoạt động chạy ra chạy vào này, bấm rồi dò tìm cơ thể rồi xác định các điểm huyệt, rồi xác định cái thể trạng của từng người ấy, thì cái lập trình đấy thì thằng Trung Quốc nó không sao chép được, bởi vì là những cái lập trình này của người Nhật thì người ta mã hóa hết rồi, người Trung Quốc sẽ không thể nào sao chép được. Đấy, họ chỉ có thể sao chép bằng cách là về các cái động cơ này thôi. Động cơ này thì motor chạy lên chạy xuống rồi là đấm rồi là bóp thì nó sao chép được. Nhưng mà nó thêm một cái chức năng đấy, bấm ra bấm vào cơ thể như thế này là nó đã sang một cái gọi là phải được một cái sự lập trình rất là phức tạp thì nó mới hoạt động được như thế. Còn những cái cỗ máy mà bình thường đơn giản thì nó không thể nào mà nó sao chép được. Đấy, vẫn là một cái động cơ, nhưng mà cái con lăn này nó rất là chắc, nó rất chắc nha, nó gọi như là nó không nhúc nhích. Thì khi mà nó đấm vào cơ thể thì nó có một cái độ êm, độ sâu nhất định. Và mọi người nên lưu ý là cơ thể mình nó là một cái đường cong chứ không phải là một đường thẳng. Vậy nên là khi mà gặp cái chỗ nào ấy mà cần thò sâu vào thì nó sẽ hoạt động cái bánh răng ở đây để nó đẩy sâu vào. Ví dụ nó hoạt động ở phần vai gáy thì nó sẽ hoạt động cái motor này, chính là motor ra vào, nó đẩy sâu vào phần vai gáy. Còn khi mà đấm cái tầm giữa lưng ấy, giữa lưng thì nó lại thụt ra. Đấy, lại tụt ra như thế này. Đấy, kiểu đây mọi người thấy chưa, nó lại tụt ra như thế này. Đấy, đến phần lưng lại tụt ra này, xong lên vai gáy lại thò sâu vào. Có nghĩa là những chỗ nào khó tiếp cận nhất thì nó sẽ đủ cái con lăn vào, và chỗ nào nó dễ tiếp cận rồi thì nó lại lùi con lăn ra. Đấy, nên là khi mà shop khuyên mọi người đi mua thì hãy tìm những con nào nó cũng có đủ 4 cái động cơ, 1, 2, 3, 4, thì tức là con đấy tương đối là khá là ổn rồi. Còn con nào 3 động cơ là con thực sự rất là rẻ tiền, rất là sơ sài, nó không có một cái gì cả, nó không có một cái sự lập trình chuyên sâu, không có cái phức tạp, rất là đơn giản. Đấy, đây mọi người nhìn này, nó đấm rất là chắc, rất là chắc và sâu. Cái cụ máy nó rất là chắc chắn. Đó. Đây này, con này nó chính là hoạt động cái con này thì nó hoạt động cái chức năng là chạy lên chạy xuống này, chính là con này. Đấy, con này nó hoạt động nó quay cái trục này. Đấy, trục này thì nó có cái bánh răng thép này. Đấy, chạy lên chạy xuống. Đấy, con này thì nó hoạt động cái chức năng đấm này. Con này hoạt động chức năng đấm nhá. Cái này hoạt động chức năng bóp này. Con này hoạt động chức năng ra vào này, ra vào cơ thể. Đó. Thì nó đủ 4 con như thế này thì nó mới ra một cái con ghế nó lên hồn được mọi người ạ. Còn nó không có đủ ấy thì nó là một con ghế nó rất là đơn giản, nó thiếu. Nên là nó xóa bóp nó như các bác ngồi ghế Trung Quốc rồi các bác nhận xét là bóp nó chỉ xoa xoa bên ngoài da thôi, chứ nó không sâu như dòng của Nhật. Nó không êm sâu như dòng của Nhật. Dòng Nhật nó êm sâu hơn rất là nhiều. Còn cái dòng này này, nó không thiết kế ấn ra ấn vào mà nó thiết kế một cái lò xo kiểu như thế này. Đó. Thì mình ngồi mình tì vào thì lúc nào nó cũng ấn vào người đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái ấn của nó là ấn bằng cái lò xo này, nó kéo này, chính là cái lò xo này. Đấy, một cái sự thiết kế nó cực kỳ là đơn giản. Rất đơn giản mà dùng được thời gian ngắn nó đã hỏng rồi này. Mọi người thấy này, mặc dù máy vẫn còn rất là sáng đẹp mà bây giờ thành ra bỏ rất là phí. Đấy, Taijitsu nhá, Taijitsu. Đây, các cái mên của nó rất là lởn. Nếu mà cái mên của Nhật ấy, thường thường là nó một cả một cái bảng mên to, nó mên to ở dưới gầm ghế kìa, nó to luôn chứ nó không nhỏ xíu như thế này đâu. Thường thường những cái đồ của Trung Quốc nó mới làm nhỏ xíu này, của Nhật nó làm to lắm. Nguồn này,
các cái buồn nhìn nó hay thiết kế kiểu như này, nhìn nó dài dài này. Đấy, 250V này. Đấy. Còn của Nhật thì đấy, nó thiết kế nó gọn và nó giống, nhìn nó tinh xảo hơn. Nhìn nó khôn hơn. Nó khôn hơn rất là nhiều. À, một cái nữa là các cái phần túi khí của ghế Nhật này thì nó bằng silicone hết mọi người nhé. Khí của Nhật nó bằng silicone. Đây này, các tấm silicone rất là dày. Đấy, mọi người để đấy này. Đó. Nhìn như là cuộn dày. Còn đây nó chỉ là một cái miếng vải thôi. Đấy. Miếng vải này thì dùng lâu nó sẽ bục, nó sẽ rách mọi người nhé. Đó. Đây, mọi người này, đá nó giò, nó đấm và nó nói chung là nó hoạt động rất là thông minh. Nó thông minh hơn rất nhiều so với cái dòng này. Đấy. Rất là đơn giản. Đấy. À, con này thì motor của nó này heng seng motor này. Đấy, xem motor là cái này là nó cũng của motor là của Trung Quốc sản xuất, kia là nó của Nhật luôn, Nhật sản xuất luôn. À, mẫu này thì 100% nó sản xuất là các cái xưởng bên Trung Quốc. À, còn mẫu bên đây thì nó là 100% nó sản xuất là của Nhật. À, từ các cái da như này của Nhật hết. Cái da của Nhật thì nhìn nó bao giờ nó cũng cảm giác nó hơi xỉn xỉn. Nhìn cảm giác nó hơi xỉn xỉn cũ cũ nhưng mà nó lại rất là chất lượng. Còn da của Trung Quốc thì nó có một cái độ nhìn cảm giác nó bóng, nó mới nhưng mà nó không ăn thua. Dùng một thời gian ngắn sau là nó sẽ nổ hết. Đã. Con này trời xước hết. Nói chung là con này nó vẫn chưa nổ nhưng mà máy nó đã hỏng rồi. Đấy, có loa này, có kết nối vào Bluetooth nhé. Đấy, có túi khí này, túi khí toàn túi khí vải thôi chứ không có túi khí silicone đâu. Đấy, con ăn thì cũng bằng silicone nhưng mà nó là loại silicone thường. À, cái này nó cũng nhìn nó đục, còn của nếu mà những cái con của Inada ở Nhật thì silicone nó trong veo cơ. Thiết kế về cái trục đẩy của thằng Trung Quốc này. Đây là thông số của nó này. Đó. Nó có cái hệ thống trục đẩy nâng chân nâng lưng đây. Cái này đây là nâng lưng này. Cái con trong kia nâng chân này. À. Thì của Trung Quốc thì nó hay làm kiểu cong cong đấm vòng xuống bông đây này mọi người này. À, nó chạy theo trục gen này. Đấy. Trục gen kiểu này. À, nếu mà làm như thế này thì nó bị hạn chế. Bởi sao mọi người thấy này, ở dưới mông này nó không hề có túi khí. Nó không hề có túi khí thì nó sẽ không thực hiện được các cái động tác kéo bẻ. Ví dụ nó nâng mông lên để nó thực hiện các động tác vặn mình hoặc là kéo giãn thì nó không làm được nhá. Nó bị hạn chế rất là nhiều. Đấy, không hề có. Còn của Nhật thì ở mông ấy thì đa số là họ thiết kế là túi khí ở dưới mông để nó đẩy lên. Đấy mọi người, lên phần vai gáy này, con lăn nó thò sâu này. Nó chạy nó phải mười mấy phân, tầm 12 phân. Nó thò sâu vào 12 phân cơ mà. Đây là khi nó di chuyển phần vai gáy thì nó thò sâu khoảng độ 12 phân. Còn đến phần lưng thì tự động nó nhả ra. Cái điểm vai gáy là cái điểm đó, cái điểm vai gáy là cái điểm mà con ăn nó khó tới nhất. Nếu mà nó không có cái chức năng đấy thò ra thụt vào như thế này thì nó sẽ bóp vai gáy thì nó sẽ rất là nhẹ, nó không sâu. Đấy, không sâu, không chắc, không mình sẽ không cảm nhận được. Đó. Hoạt động rất là ngọt ngào nhá. Đấy, có ra thật vào mọi người thấy chưa?
cái mẫu của Nhật như thế này thì mọi người dùng lâu thì nó cái giá trị của nó không bị mất nhiều theo năm tháng. Còn những cái dòng này của Trung Quốc này khi mà nó hỏng như thế này ấy, thì bỏ luôn, không có đồ để thay thế, cũng không sửa được. Những con này thì bỏ luôn. Còn những con mà để sửa được thì cái chi phí họ lấy rất là cao. Chính vì thế là cái đồ của Nhật bây giờ nó vượt trội hơn. Các cái dòng thép này, mọi người nhìn cái thép của nó này. Thép này, thép không gỉ, sơn tĩnh điện ấy. Rất là chắc này. Rất là chắc, không hề bị ham. Mọi người nghe này, cái tiếng của nó cũng khác này. Keng keng, nhưng còn của Nhật này. Đấy. Cái này cạch cạch cạch. Con này keng keng keng. Đấy. Thép này mọi người có thể ý là các cái mối hàn hoặc là này, các chi tiết nó nhìn cái sắt nó han kiểu như này mà. Đấy, nhìn nó là một cái loại sắt rất là rẻ tiền. Sắt này là sắt xây dựng. Nó rẻ tiền. À, nó pét này, chứ không phải là cái sắt để dùng cho cơ khí. Cái sắt thép để dùng cho cơ khí thì nó cứng, nó chắc hơn. Đây nó han hết, mọi người nhìn này, nó han hết. Còn cái thép mà dùng cho cơ khí thì nó cứng, nó chắc này, mọi người này. Đấy. Còn của thằng Trung Quốc này, đấy, nó keng 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 này. Đấy, nên là các bác khi bỏ tiền ra mua cho mình một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì nên chọn cái sản phẩm tốt, chứ đừng vì là sự bóng bẩy hào nhoáng hay là vì tài chính mình thấp mà mình đi mua những cái sản phẩm nó rẻ tiền, nó vô bổ về tự dưng mang bực vào người mà dùng thời gian thì vứt đi, nó rất là lãng phí. Tự dưng là cái số tiền mình bỏ ra nó không hiệu quả thì nó sẽ thành lãng phí thôi. Đấy. Con ghế này bây giờ nếu cho không ai lấy luôn mọi người ạ. Nhưng mà nếu mà ghế Nhật ấy, thì nó có bị lỗi thì nó dễ xử lý hơn là cái hàng của Trung Quốc. Đấy. Chính vì vậy nên là các bác nên cân nhắc khi đi lựa chọn giữa hàng của Nhật và cái hàng của Trung Quốc mới. Thì hàng của Nhật mà hàng mới thì shop cũng có rất là nhiều để cho các bác lựa chọn. Ví dụ như đây này, shop đang có sẵn một loạt những cái con hàng đập hộp, hàng sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan này. Đấy, hàng đập hộp cho mọi người nhé. Và những cái mẫu hàng nước đã qua sử dụng cũng rất là nhiều. Nếu mà các bác anh chị em mà có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một cái sản phẩm của Nhật xịn thực sự thì hãy liên hệ với shop qua số điện thoại là 0964 480 666 nhé. Cảm ơn các bác và anh chị em đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào.